Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dược Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. chương 26 Thực ra, trong lòng hắn hy vọng nhất tiếu có thể ở lại bên cạnh, nhưng hắn hiểu rằng Túc Sa không phải là nơi yên bình đối với nhất tiếu. Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, với đôi lông mày như kiếm, gương mặt nhạt màu, nghiêng đầu bay vào không gian trước mắt và phần mũi kiêu ngạo với đôi môi thẳng tắp gần như không có sắc hồng nếu chỉ xét về vẻ ngoài phó nhất tiếu không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng nàng có một vẻ đẹp đặc biệt ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng khiến người ta kinh ngạc khiến ai cũng muốn nàng khuất phục thế nhưng càng nhìn vào vẻ kiêu ngạo của nàng hắn càng muốn thử thách hơn nữa cha của hắn cũng là một trong số đó và bản thân hắn cũng từng như vậy. Trên mặt ta có hoa à?" Nhất Tiếu liếc nhìn hắn, Phượng Tùy Ca ngớ ra, quay đi ánh mắt. "Không phải trên mặt có hoa, mà chính ngươi là đóa hoa." Nhất Tiếu cười khẽ. "Thế à, nếu ta là hoa thì ngươi là gì?" Phượng Tùy Ca rất nghiêm túc đáp, "Ta là kẻ hái hoa." Nhất Tiếu bật cười, cười đến nỗi suýt chút nữa trượt xuống lưng ngựa, Phượng Tùy Ca liền duỗi tay đỡ nàng đến bên ta đi khóc ra sẽ dễ chịu hơn hắn nói người đúng là có vấn đề nhất tiếu cười đẩy tay hắn ra mắng nhất tiếu gần như lập tức bị hắn kéo lại lần đầu tiên nàng chủ động ôm lấy eo hắn vùi đầu vào ngực hắn chỉ một lát sau ngực phượng tùy ca trở nên ướt đẫm cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng hắn không khỏi thở dài thật dài ngày hôm qua ta đã suy nghĩ rất lâu thực ra ánh sáng và bóng tối là hai điều tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần ánh trăng còn đó, trong bóng tối vẫn luôn có ánh sáng lóe lên. Phó nhất tiếu, giữa chúng ta đã quen với việc dùng hết tâm tư. Giờ đây, có thể sẽ khó cho người tin vào lời ta, nhưng hãy nhớ rằng ta sẽ không trông đối cha. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi bằng mọi giá, dĩ nhiên, trong đó cũng có cả lòng tự tư của ta. Ta không thể vô tư mà không nhận lại gì, nhưng tất cả điều này sẽ là chuyện sau nhất tiếu cúi đầu, ấm ức mắng, người đúng là có vấn đề. Mặt trời giờ đã lên cao giữa trời, nhưng lại bị những đám mây che khuất, ánh sáng mềm mại từ bốn phía rơi xuống. Phía trước là bức tường thành u ám. Phượng Kỳ Sơn mệt mỏi nhắm mắt dựa vào chiếc chiếu mềm mại. Hắn biết Phượng Tùy Ca đã dẫn phó nhất tiếu đi tiễn đưa một mình, nhưng hắn không hề lo lắng nàng sẽ đi rồi không trở lại. Hắn không rõ vì sao lại tin nàng, nhưng hắn chỉ biết nếu nàng nói muốn ở lại thì chắc chắn nàng sẽ ở lại trước đây hắn chỉ nghĩ đến việc giam giữ nàng một vài năm đợi đến khi diễn dương sinh con nối dõi để củng cố địa vị rồi mới thả nàng trở về cầm tú nhưng những dấu hiệu trong tiệc cưới khiến lòng hắn dâng lên nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng không thể hắn chỉ có thể thở dài ít nhất hiện tại không thể điều duy nhất đáng tiếc là một nữ tử mạnh mẽ như vậy lại xuất thân bình thường Túc Sa không phân biệt tuyển chọn nam nữ, nếu nàng cùng diễn dương ra vương thất thì sẽ thế nào? Phượng Kỳ Sơn khép mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy giật mình, tự trách mình sao lại so sánh diễn dương với nàng. Trong trí nhớ, diễn dương mẫu phi chính là thần phi, một nữ tử kiên cường và đầy tình cảm. Hắn nhớ lần đầu tiên nàng xin theo quân, đã bị hắn từ chối, người muốn rời bỏ ta ư. Chỉ khi nào người bước qua xác ta nàng duỗi tay gỡ chiếc châm ra khỏi đầu đặt ở gáy ngọc của mình hắn lại tức giận nói chiến trường đầy nguy hiểm ngươi chỉ là một phụ nữ nếu lỡ bị bắt chắc chắn sẽ phải chịu nhục hình hắn nghĩ mình có thể dọa nàng quốc chủ sẽ không để cho thần thiếp bị bắt nàng kiên quyết đáp vậy thì chết sao ngươi không sợ chết à hắn có phần bất đắc dĩ sợ gì chứ thần phi xinh đẹp nhất tiếu đáp sống cùng ngươi chết cũng theo ngươi từ đó trở đi, dù hắn có xuất trinh lúc nào, thần phi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cho đến khi. Trong chiến dịch đó, sự mệt mỏi và lo âu khiến thần phi sinh non. Do điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn thuốc men, hắn chỉ biết nhìn thần phi từng giọt từng giọt mất đi sinh mạng. Sau khi thần phi qua đời, quân túc xa với 10 vạn binh sĩ vũ trang khăn trắng xông vào trận địa địch, trải qua nhiều ngày ác chiến, cuối cùng đánh bại quân địch ba vạn tù binh đều bị chém đầu, để tưởng nhớ thần phi trên trời. Ngày trở về sau chiến thắng, bên cạnh hắn thiếu đi một đóa hoa ôn nhu, mà thay vào đó là một cái tã lót nhỏ. Đó chính là Phượng Hí Dương. Diễn Dương là sự kéo dài của sinh mạng thần phi, là tình yêu của hắn dành cho thần phi. Hắn đã giết đi Su Phi mà hắn dùng ái, vì nàng đã làm điểm tâm cho Diễn Dương, sau đó bị bệnh hai ngày. Sophie luôn có mối quan hệ tốt với các phi tần khác, đã cãi cỏ với hắn, và cuối cùng cũng bị hắn giết. Từ đó về sau, không còn ai dám coi thường trong cung. Diễn Dương nghe nói vào ngày tân đế cẩm tú đăng cơ, sẽ có một buổi lễ long trọng, nàng cứ quấn quyết muốn đi xem. Hắn đồng ý, nhưng không ngờ chỉ gặp nàng một lần, Diễn Dương lại đem lòng yêu phong trấn Nam Vương Hạ Tĩnh Thạch. Hạ Tĩnh Thạch, Hạ Tĩnh Thạch vốn là một trong những hoàng tử hàng đầu của Cẩm Tú, nổi bật về năng lực, nhưng không biết vì sao lại đột ngột tuyên bố rời khỏi cuộc đua tranh vị trí. Không lâu sau, tin tức về việc thánh đế lập con trai của vợ cả làm thừa kế lan truyền ra. Phượng Kỳ Sơn đến giờ vẫn không thể hiểu tại sao Hạ Tĩnh Thạch lại từ bỏ cơ hội đoạt ngôi. Trong buổi tiệc cưới, khi đối diện với sự khó khăn từ tuân tường, Hạ Tĩnh Thạch đã thể hiện thái độ vương giả cao quý lạnh lùng nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén người này đúng là một vương giả bẩm sinh có khả năng thu hút lòng người nhưng sao hắn lại dễ dàng từ bỏ quyền lực thiên hạ phượng kỳ sơn nhíu mày có lẽ vì bận rộn xử lý vụ việc liên quan đến tuân tường liên quan đến các hậu duệ quý tộc hoặc có thể sau khi đạt được mục đích thì không còn mặn mà phượng kỳ sơn chưa bao giờ hỏi nhiều về cuộc sống của phó nhất tiếu ở thủy vẽ viên và phượng tùy ca cũng không muốn nhắc đến đề tài nhạy cảm này phó nhất tiếu tại thủy vẽ viên thực sự rất tự do nàng vẫn như lúc trước bị giam lòng ở nơi đó chỉ khác là không còn sự giám sát của quân lính mỗi ngày nàng chỉ ăn uống và nằm trên chiếc ghế êm ái lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh nắng lên xuống ngắm mây mưa và ánh sao phượng tùy ca thường đến ngồi cạnh nàng trên gác mái vào ban đêm cố gắng cùng nàng ôn lại những chuyện xưa sau khi trải qua vài nghi lễ hôn nhân thái độ của nhất tiếu với hắn đã thay đổi nhiều đôi khi nàng sẽ cùng hắn đùa giỡn nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng họ đang tránh né đề tài liên quan đến hạ tĩnh thạch và phượng hí dương thỉnh thoảng trong lúc vui vẻ phượng tùy ca sẽ đưa nàng đi tránh xa hạ nhân lén lút vào bếp nấu vài quả trứng hắn vừa nhe răng trợn mắt vừa thổi hơi vừa lột vỏ trứng đưa cho nàng nàng luôn nở một nụ cười nhạt cẩn thận nhận lấy trong lòng bàn tay, trông như sợ nó sẽ chảy ra, rồi từng miếng từng miếng ăn, trong khi nghe hắn kể về những lần đi ăn vụng khuya ở bếp. Những ngày trôi qua khá bình yên, nhưng Phượng Tùy Ca vẫn cảm thấy hài lòng, ít nhất điều này giúp nàng sống một cách tĩnh lặng, không có gì làm tăng thêm gánh nặng trong lòng nàng. Những ngày bình yên kéo dài cho đến hôm nay, khi chiều hội diễn ra phượng kỳ sơn như thường lệ đơn giản hỏi về một số công việc chưa được xử lý định bãi chiều thì một sĩ phu đứng dậy thần có việc muốn tấu phượng kỳ sơn hơi ngạc nhiên vì hầu hết các chính vụ đã được chuyển giao cho phượng tùy ca nhấp chính hoàng tử trừ khi có đại sự chứ không thì các công khanh sẽ không dâng sớ trong chiều phượng tùy ca có vẻ khó chịu hắn tất nhiên biết đó là chuyện gì những lão thần từ cổ hủ với học vấn và địa vị tự cao, suốt ngày khoa chân múa tay trước mặt hắn, đã bị hắn quát mắng hai lần nhưng vẫn muốn ở triều hội dám nói ra điều này với phụ vương. Nữ tử trong cẩm tú vương triều, tuy là khách quý của quốc chủ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Mà hoàng tử và cha ngài nắm giữ chức vụ quan trọng, không tránh khỏi việc phải mang theo một số văn kiện quan trọng về xử lý. Vì vậy, thần cho rằng nàng không nên ở lại trong biệt huyền của hoàng tử, khẩn cầu quốc chủ gia chỉ thị để nàng tìm nơi ở khác, đồng thời cũng cần tăng cường sự trông giữ của cấm quân, sĩ phu phớt lờ ánh mắt giận dữ của Phượng Tùy Ca, tự mãn trình bày. chương 27 Phượng Kỳ Sơn bật ra một tiếng ngô, quay đầu nhìn Phượng Tùy Ca, từ khi đồng ý để phó nhất tiếu ở lại phủ của mình. Hắn đã biết không bao lâu sau sẽ có những vị lão thần không kìm được mà nhảy ra chất vấn. Vì vậy, hắn luôn nhẫn nhịn, chỉ đợi thời cơ này. Phượng Tùy Ca nhìn chăm chú vào khói nhang lượn lờ trước điện, thản nhiên nói, có vẻ Lộ đại phu đã lớn tuổi, trí nhớ cũng suy giảm, không còn thích hợp để phục vụ triều đình nữa. Khi về hãy chuẩn bị từ chức đi. Lộ đại phu ngạc nhiên, vội vàng nói, lão thần chỉ nhắc lại chuyện này vì lý do an toàn. Nếu người này là gián điệp do kẻ thù cài vào. Phượng Tùy Ca cười lạnh, cắt ngang lời ông ta, hóa ra người đang nghi ngờ phụ vương. Phượng Kỳ Sơn nhướng mày, nghi ngờ ta chuyện gì? Phượng Tùy Ca chậm rãi bước ra khỏi hàng, cúi người thi lễ, nói, người này là do phụ vương yêu cầu từ chỗ trấn Nam Vương đưa về. Rõ ràng lộ đại phu đang ngầm ám chỉ phụ vương đã để lại một gián điệp bên cạnh thần. Lộ đại phu mặt tái nhợt quỳ sụp xuống, quốc chủ sáng suốt, lão thần tuyệt đối không có ý đó. Phượng Kỳ Sơn mỉm cười nhẹ, hoàng tử nói đùa mà Lộ đại phu đã lo lắng đến thế. Lộ đại phu thật là nhát gan. Ngay khi lời vừa dứt, các đại thần nãy giờ căng thẳng không dám thở đều nhẹ nhõm hẳn, cùng nhau cười đùa hưởng ứng theo tình hình. Lộ đại phu cười gượng, nói, "Hoàng tử uy nghiêm dạng rỡ, lão thần tất nhiên phải sợ hãi." Phượng Kỳ Sơn đợi các đại thần ngừng bàn luận, hỏi, "Về việc này, các khanh thấy xử trí thế nào là hợp lý nhất. Trong điển, các đại thần văn võ lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng. Sắc mặt lộ đại phu tái nhợt, ông ta vốn đã bàn bạc kín với vài vị ngôn quan khác, định khi mình tấu lên thì những người khác sẽ đứng ra phụ hòa. Nhưng một câu của Phượng Tùy Ca đã làm tất cả bọn họ khiếp sợ, dọa cho không còn can đảm tiến lên. Nếu bây giờ từ bỏ thì không cam lòng, thành ra rơi vào thế đã cưỡi lên lưng cọp khó mà xuống. Quyết tâm liều một phen, lộ đại phu quỳ dập đầu nói, lão thần vẫn nghĩ rằng nên giam lòng nữ tử ấy. Đôi khi quá cố chấp cũng không phải là điều tốt, Phượng Tùy Ca nói từng chữ, giọng lạnh lùng đến giận người. Phượng Kỳ Sơn nhíu mày, lời của lộ đại phu cũng không hẳn là không có lý. Tùy Ca, đừng vội hành động bốc đồng, lộ đại phu, hãy đứng dậy. Lúc này lộ đại phu mới dám lau đi mồ hôi lạnh trên chán, đứng dậy và lùi về một bên. Nghe thấy ý tứ của quốc chủ có phần ủng hộ, lần lượt vài vị đại thần khác cũng đứng ra, vì e ngại thái độ của Phượng Tùy Ca nên lời lẽ họ đưa ra đều rất khéo léo. Tuy nhiên, ý của họ vẫn là ủng hộ việc giam lòng riêng phó nhất tiếu. Phượng Tùy Ca nhẫn nại lắng nghe, hắn hiểu rõ rằng những đại thần này không phải đang vô cớ gây khó dễ. Nếu người bị bàn tán là người khác, có lẽ hắn sẽ không phản đối, thậm chí còn có thể sẽ nghĩ đến việc này trước họ. Nhưng người mà họ bàn đến lại là nhất tiếu, người vừa bị phụ vương và muội muội hắn liên thủ ngăn cản hạnh phúc của nàng. Còn bản thân hắn cũng từng là kẻ đồng lõa trong chuyện đó. Phụ vương, cuối cùng Phượng Tùy Ca cũng lên tiếng, khiến không khí xung quanh bỗng chốc lắng động lại. Mọi ánh mắt, dù trực tiếp hay ngầm nhìn lén, đều dồn vào hắn bởi hắn là quốc chủ tương lai của đất nước này là vị vua tương lai của họ mọi người đều biết phó nhất tiếu vì sao mà ở lại đây nhi thần cũng hiểu rõ ý định của phụ vương nhưng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phượng kỳ sơn phụ vương muốn giam lòng nàng lúc này chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao một cơn giận dữ trào lên trong lòng phượng kỳ sơn ông biết dạo gần đây con trai ông dồn hết tâm tư vào phó nhất tiếu và ông vẫn luôn tự hỏi con trai sẽ viện lý do gì để phản đối việc giam lòng nàng nhưng ông không ngờ con trai mình lại dám nói ra những lời này trước triều đình trước mặt mọi người vì một nữ tử mà ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy ánh mắt ông sắc bén như dao phượng tùy ca vẫn giữ vẻ mặt bình thản quan sát từng ánh mắt trên đại điện ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ né tránh hay không tán đồng từng người từng người hiện rõ bất kể có chịu khuất phục hay không nàng luôn nhượng bộ nhượng bộ đến mức từ chối cả lời đề nghị trở về của diễn dương và ở lại túc xa phụ vương từng dạy rằng làm người phải giữ vững chính mình cần có tâm ngay thẳng không làm điều trái đạo lý không thể che giấu được lòng trời trong chuyện này chúng ta vốn đã thua thiệt nàng tại sao phụ vương không buông tha cho nàng mà còn luôn ép buộc nàng đến vậy thua thiệt ư phượng kỳ sơn cười lạnh người nghĩ vì sao nàng ở lại hạ tĩnh thạch đã cưới diễn dương nàng dù có trở về thì cũng chỉ là chắc thất vợ lẽ một chắc thất của vương hầu thì có nghĩa lý gì địa vị đó sao có thể sánh được với phi tần của quốc chủ tương lai túc xa người không thấy nàng vừa rời khỏi hạ tĩnh thạch đã vội vàng tiến vào phủ của ngươi sao phụ vương phượng tùy ca kêu lên kinh ngạc gần như không tin nổi người phụ vương mà mình luôn tôn kính lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt như vậy có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời phượng kỳ sơn hít sâu giọng điệu dịu lại đây cũng là lý do vì sao từ trước đến nay vương thất chỉ chọn phi tần trong số các vương công quý nữ con phải hiểu rằng trên đời này mọi sự việc đều không thể chỉ nhìn ở một mặt con chân thành đối đãi người nhưng người khác chưa chắc sẽ đáp lại con tương tự sắc mặt phượng tùy ca hơi thay đổi hàng lông mày nhíu lại và đôi môi mím chặt biểu lộ một nỗi bi ai khó nói thành lời thấy con trai biến sắc trong lòng phượng kỳ sơn có chốt không nữa ông ôn tồn nói phụ vương nói những điều này không phải để làm khó con phụ vương chỉ là muốn ông đột ngột dừng lời kinh ngạc nhìn phượng tùy ca phượng tùy ca bỗng nhiên bật cười khóe môi nhếch lên quả thực là khó chịu đúng là thực sự khó chịu hắn quỳ mạnh xuống từng lời mạnh mẽ dứt khoát phụ vương nhi thần muốn cưới phó nhất tiếu làm phi tiếng ầm ầm vang lên trong cơn giận dữ phượng kỳ sơn đập mạnh bàn long án khiến quốc tỷ và các vật trang trí rơi xuống bậc ngọc vương vãi khắp nơi cả đại điện kinh hãi các đại thần đồng loạt quỳ xuống không ngừng dập đầu quốc chủ bớt giận xin quốc chủ bớt giận Phượng Kỳ Sơn sắc mặt dữ dằn, Ngọc Miện nghiêng lệch, giận dữ chỉ vào Phượng Tùy Ca đang quỳ, ngươi có gan nhắc lại một lần nữa cho ta nghe. Trái lại, Phượng Tùy Ca rất điềm tĩnh, Nhi Thần muốn cưới phó nhất tiếu. Nhi Thần muốn nàng trở thành phi tử của Hoàng tử Túc Sa. Phượng Kỳ Sơn lào đảo bước nhanh xuống bậc ngọc, các cung hầu vội vã chạy theo, quốc chủ cẩn thận, xin quốc chủ cẩn thận. Chỉ vài bước, Phượng Kỳ Sơn đã tới trước mặt Phượng Tùy Ca, vùng tay tát mạnh, vang lên một tiếng giòn rụm Trên mặt Phượng Tùy Ca, những vệt đỏ dần hiện rõ. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ngoài ra không hề nhíu mày hay nhúc nhích. Ta vẫn còn sống đây, Phượng Kỳ Sơn siết chặt cầm hắn, mặt tiến sát lại, giọng điệu chậm rãi, âm trầm, và lại, túc xa đâu phải chỉ có mình ngươi là hoàng tử. Phượng Tùy Ca cười. Nhưng họ đều không đủ tài đức để đảm đương trọng trách, nên phụ vương mới trao ngôi vị nhiếp chính hoàng tử cho thần. Đó như một cú đánh mạnh, Phượng Kỳ Sơn bất giác thả tay, lùi hai bước, một lúc sau mới miễn cưỡng cắn răng nói, người nhất quyết phải có nàng. Nàng chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không địa vị, không xứng làm phi của hoàng tử. Phượng Tùy Ca cúi ánh mắt xuống, trả lời điềm đạm, mỗi người đều có hoàn cảnh khó cưỡng lại của riêng mình, nhưng điều duy nhất khiến một người trở nên cao quý chính là tấm lòng. Tốt, Phượng Kỳ Sơn giận dữ đến bật cười, nàng cao quý lắm sao? Ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn ngôi vị nhất chính hoàng tử hay muốn nàng? Trong nhóm quần thần đứng yên, một vị lão thần tóc bạc phơ bỗng tiến ra, đó là thiếu phó của Phượng Tùy Ca, cũng là nội tướng của triều đình. Ông run rẩy phủ phục xuống, nghẹn ngào cầu xin, quốc chủ bất giận, hoàng tử từ, từ nhỏ vốn đã cứng đầu, chống đối quốc chủ chỉ là do nhất thời xúc động. Xin quốc chủ bớt giận. Sắc mặt Phượng Kỳ Sơn dịu lại đôi chút, ông lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo, tiến về ngai rồng trên thềm ngọc. Thư cát sĩ thấy vậy liền lặng lẽ bò tới gần, thấp giọng khuyên Phượng Tùy Ca, quốc chủ đang nổi nóng, lại còn bao nhiêu đại thần đang nhìn. Chuyện gì cũng phải từ từ, không nên tùy hứng như vậy trước hết hãy nhận lỗi với quốc chủ có gì từ từ bàn bạc phượng tùy ca cũng bình tĩnh lại có chút hổ thẹn khẽ nói tùy ca đã lỗ mãng khiến thiêu phó lo lắng rồi lập tức quỳ xuống trước mặt phượng kỳ sơn nói nhi thần nhất thời cấp bách mà chống đối phụ vương xin phụ vương thứ tội phượng kỳ sơn đi dạo vài bước trên bậc thềm tâm trí hỗn loạn rồi phất tay thôi nhưng chuyện này chưa xong đâu hoàng tử hãy ở lại, các khanh còn lại lui ra đi. Cùng hầu cố nuốt nước bọt, rồi mới lớn giọng hô, bãi chiều. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 28. Trong động phòng, ánh nến lay động, mọn nến đỏ thắm cháy lặng lẽ, như dòng nước mắt đỏ tuôn chảy. Phượng Hí Dương cúi đầu xoa đôi tay, lòng bàn tay nàng đã đẫm mồ hôi. Ai ngờ trời cao lại yêu ái nàng đến vậy? Chỉ một lần tình cờ ngoảnh lại, nàng đã biết trên đời này có người tên là Hạ Tĩnh Thạch, người mà nàng chưa từng hy vọng đến. Thế nhưng lại được phụ vương ủng hộ. Nhưng sự xuất hiện của nàng dường như đã làm tổn thương một nữ tử khác, một người quan trọng với hắn, một người mà ngay cả nàng cũng không khỏi cảm mến. Dù nàng cũng khao khát Hạ Tĩnh Thạch chỉ nhìn mình, nhưng có một người chồng uy nghiêm như thế, nàng còn có thể tham vọng gì thêm nữa? Không thể nếu tham thêm có chăng cũng không thể chịu nổi nhưng phó nhất tiếu lại chọn ở lại túc xa hôm ấy bất chợt nghe tiếng tuyết ảnh gọi nhất tiếu nhất tiếu khi xe dừng lại nàng nhìn thấy hạ tĩnh thạch đúng vậy là hạ tĩnh thạch người luôn bình tĩnh không gì có thể khiến hắn bối rối lại từ xe kiệu nhảy xuống và chạy như điên về phía sau diễn dương cười khổ dường như chỉ cái tên ấy mới có thể khiến hắn chấn động đến thế không chỉ hắn mà còn ninh phi tiêu vị nhiên lăng tuyết ảnh cùng tất cả cấm vệ đi theo họ rất lễ đổ nhưng lời nói và cử chỉ luôn mang chốt địch ý và lạnh lùng xa cách không rõ có phải do nàng quá nhạy cảm không nhưng nàng luôn cảm thấy ngay cả khi ở yến tiệc cầm tú ánh mắt của các văn thần khi kính rượu cũng mang ý tứ dò xét nàng nâng chiếc mũ phượng nặng nề làm tân nương thật quá mệt mỏi sao hắn vẫn chưa về phòng nhưng nàng sẵn lòng chờ, họ sẽ cùng nắm tay nhau đi trọn đời. Nghĩ đến đây, nàng khẽ mỉm cười. Canh một, canh hai, đồng hồ nước đều đặn đếm thời gian, nhạc lễ dần lùi xa, ánh đèn sáng cũng từng ngọn tắt dần, chỉ còn lại cặp đuốc đỏ và vài viên giả minh châu trong phòng. Căn nhà lập tức lạnh lẽo, trong lòng cũng trống vắng, nàng bắt đầu cảm thấy lạnh, lạnh băng giường, lạnh băng cung thất và lạnh băng cả con người. Phượng Hí Dương đứng dậy, tháo mũ Phượng xuống, nghĩ rằng có lẽ phu quân nàng đã say gục đâu đó trong lầu các, chờ nàng đi tìm về. Đợi đến sáng, chắc chắn nàng sẽ chọc ghẹo hắn một trận. Nhớ lại con đường, nàng bắt đầu bước ra ngoài, đi chưa được bao xa đã chạm mặt cấm vệ tuần đêm. Cấm vệ trông thấy Phượng Hí Dương liền có chút hoảng sợ, nói chuyện lắp bắp, gặp, gặp Vương Phi, Vương Phi có điều chi chỉ bảo. Nàng mỉm cười gật đầu, người đi từ phía trước đến sau khách khứa chưa về hết à cấm vệ ậm ừ vương phi nên nghỉ ngơi trước tiệc rượu có lẽ sắp tàn rồi phượng hí dương hơi trầm ngâm rồi nói không sao ta đi xem hắn có khi lại uống nhiều quá cấm vệ vội lùi một bước chắn trước mặt nàng thấy nàng nhướng mày nhìn mình cuối cùng đành nói thật hỷ yến đã tan từ hai canh giờ trước điện hạ đã đi thư phòng vương phi nên trở về phòng nghỉ ngơi nói xong cấm vệ cúi đầu nhanh chóng lảng đi ngẩn ngơ một lúc lâu hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt phượng hí dương nhỏ lên chiếc áo phượng bào đỏ thắm làm ướt một mảng lớn nàng cố nuốt nước mắt vào lòng nhưng càng cố nước mắt lại càng tuôn trào không ngừng chẳng lẽ đây là cảm giác của đêm tân hôn sao đã là vương phi của hắn nhưng sao đêm tân hôn lại trở thành như thế này tại sao lại thế này thật không cam lòng, đợi chờ bao nhiêu năm, cuối cùng lại chỉ nhận được sự đau lòng này. Một đêm cô độc, một đêm không ngủ. Khi trời còn tờ mờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng các công nhân đi lại quét dọn nhẹ nhàng, Phượng Hí Dương ngồi xuống trước gương, trong gương hiện lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nàng. Nàng tháo lớp trang điểm, cởi áo cưới, quyết định đi tìm hạ tĩnh thạch để nói chuyện thẳng thắn. Đi qua hoa đình, xuyên qua nhà thủy tả, khi sắp đến một hành lang, tiếng nói bất ngờ vang lên khiến nàng dừng bước, dựa vào thân phận để áp bức người, đuổi phó đô úy đi. Phượng Hí Dương hơi nhíu mày, nghe giọng điệu của những người đang nói, dường như là các quan công hầu trong thành, nhưng người họ đang bàn luận. Phó đô úy thật đáng thương, một mình lưu lại túc xa, chẳng rõ cuộc sống ra sao. Ai, thật nhớ kỹ năng bắn tên thần kỳ của phó đô úy ta chỉ từng thấy một lần tại đại hội võ kỹ, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại, một người khác thở dài. Ai bảo phó đồ ý xuất thân thấp kém, có trách thì trách ông trời không công bằng, không cho nàng sinh ra trong gia đình đế vương. Nếu nàng cũng là công chúa, sao có thể nhường vị trí chính phi cho công chúa túc xa, một giọng khác xen vào. Đúng vậy, khi phó đồ ý cùng điện hạ vào sinh ra tử, thì nàng còn mãi vui chơi đâu đó. Thật khó hiểu, đánh nhau với Túc Sa bao nhiêu năm giờ lại nói hòa là hòa còn cưới công chúa của họ về đây không biết về sau khi gặp ngày rộ lớn sẽ đối diện ra sao với các huynh đệ đã hy sinh một người phía trước thở dài có lẽ cũng vì lý do này mà hôm qua điện hạ bỏ mặc nàng để ngủ ở thư phòng đám huynh đệ tùy quân lần trước cũng nói trong thiên hạ chỉ có phó đô úy mới làm tôn lên uy phong của điện hạ trên chiến trường nơi nào mũi tên của nàng chỉ tới nơi đó binh lính túc xa đều phải hồn siêu phách lạc mà chạy câu nói chưa dứt cả đám người đã cười vang cười một trận xong một người nói xen vào được rồi canh giờ cũng gần rồi mọi người nên làm việc của mình đi chú ý nghe động tĩnh trong phòng nếu có thì nhanh chóng đến nhà bếp báo bữa ăn nếu đến lúc đó bụng đói mà không có thức ăn khi tính khí công chúa nổi lên thì nói xẻo ngươi là xẻo thật đấy mau đi mau đi cả nhóm đáp lời rồi tan dần, một người trong số đó vừa đi vừa lẩm bẩm ta còn tưởng công chúa không đụng tới khói lửa trần gian, chỉ ăn vàng thỏi thôi. Đi xa rồi vẫn còn người đáp lại, biết đâu công chúa thật sự ăn vàng cho đến khi ngân khố túc xa cạn kiệt, quốc chủ mới phải gả nàng sang cầm tú. Người đó vừa cười vừa ngáp, lười nhác đi qua hành lang, chẳng hay biết rằng trong bụi cây bên hành lang, Phượng Hí Dương đang ngồi thu mình, che miệng khóc thảm thiết. Tiểu thư gỗ mục thò đầu qua cửa, Lăng Tuyết Ảnh đang bận rộn thu dọn đồ liền không kiên nhẫn đáp: "Gì đấy? Có chuyện gì thế?" "Ngươi?" A, à, Tuyết Ảnh bất chợt hét lên, chỉ vào gỗ mục như thấy quỷ: "Ngươi, ngươi, ngươi sao lại ở đây?" "Ta chẳng bảo ngươi về Tào Thành nói với cha ta là ta sẽ về muộn hơn sao?" Ninh Phi vốn đang đứng bên cạnh nhìn nàng thu dọn, nghe vậy ngạc nhiên hỏi: "Đêm qua ngươi không gặp nàng sao?" "Đêm qua" Tuyết ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, đêm qua là tiệc cưới của Hạ Tĩnh Thạch và Phượng Hí Dương. Không, đêm qua ta không gặp nàng. Khuôn mặt Ninh Phi lập tức lộ vẻ kỳ quái, lúc xuất phát đi túc xa, người không nghe điện hạ dặn dò nàng sao. Tuyết ảnh vẻ mặt ngờ vực, Hạ Tĩnh Thạch đã nói gì? Gỗ mục nhảy vào cửa, cười tùng tìm nói, lúc ấy Trấn Nam Vương Điện Hạ đã sai gỗ mục về tàu thành báo với lão gia đến lộc thành dự tiệc cưới của ngài. À tuyết ảnh hét lên, vậy là, nàng lập tức im bặt, nhìn xung quanh, Ninh Phi, nơi này có cửa sau không? Người định đi đâu, một giọng trầm mạnh mẽ vang lên, một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ, uy nghiêm bước tới, chính là cha của tuyết ảnh, Lăng Vũ. Ra khỏi cửa là quên đường về nhà ngay, cư hễ có gì mới lạ là mất tâm, Lăng tuyết ảnh. Tự người nói xem phải phạt bao nhiêu thư. Ta không khỏe, thật sự không khỏe tuyết ảnh rên rỉ, nép sau lưng Ninh Phi, ta thấy choáng váng, đầu óc ù tai, mắt cũng mờ rồi, Ninh Phi mau đưa ta đi gặp đại phu. Ninh Phi nhìn cha nàng, lăng vũ, người uy nghi như hồ, chờ vồ mồi, một lát rồi bỗng nhiên quỳ xuống nghiêm trang, nhạc phụ tôn quý, xin nhận của tiểu tế một lạy. chương 29 Lăng vũ quang không lộ cảm xúc, lùi lại nửa bước, nói, tiểu tử, Ngươi không nghĩ nên giải thích rõ ràng trước hay sao?" Ninh Phi ngượng ngùng gãi đầu, đứng lên, nói: "À, Lăng bá phủ là thế này, là do ta." Lăng Tuyết Ảnh, Lăng Vũ Quang giận dữ quát, cúi xuống chuẩn bị che đi bóng dáng của Tuyết Ảnh đang ngượng ngùng ngồi dậy. Tuyết Ảnh chớp mắt cười, bước lên níu tay Lăng Vũ Quang, nói: "Cha, cha đến lúc nào vậy? Tuyết Ảnh nhớ cha lắm. Cha có chuyện muốn nói với người?" nhất tiếu bị kẻ dưới trướng hạ điện hạ ức hiếp giờ nàng ở túc xa một mình không biết có ổn không cha à khi nào chúng ta đến thăm nàng được không à đúng rồi mẹ có đến không con thấy kiểu tóc mới ở túc xa chắc mẹ búi vào sẽ rất đẹp cha vừa thấy ánh mắt lạnh nhạt của lăng vũ quang nàng lập tức im bặt người nói tiếp đi lúc này lăng vũ quang mới quay sang nhìn ninh phi với vẻ mặt khó xử tuyết ảnh nhìn ninh phi ra hiệu ngăn lại nhưng hắn làm như không thấy nghiêm túc thưa ninh phi cầu xin lăng bá phụ tác chủ gà tuyết ảnh cho con nghe vậy gỗ mục chỉ đứng bên cười trộm tuyết ảnh đỏ mặt chỉ muốn đào hố mà trốn đi lăng vũ quang hỏi ngay mà không cần suy nghĩ sao ta phải gà tuyết ảnh cho ngươi ninh phi sững người còn tuyết ảnh cũng thoáng hiện vẻ bất an ninh phi suy nghĩ một chút Ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ảnh, trên môi nở nụ cười, nói: "Bởi vì ta có thể ngủ khi nàng chơi đàn, có thể nghe nàng mắng mà không hiểu, khi nàng giận hơn thì chỉ cần không dùng châm, ta đều có thể để nàng làm gì tùy ý. Và khi nàng gặp nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ không để nàng một mình đối mặt." Lăng Vũ Quang nghe xong, mắt hơi nheo lại, giọng điệu vẫn điềm tĩnh, nói: "Ta vì sao phải tin ngươi?" Tuyết Ảnh liền vội vàng kêu lên: cha ơi. Chưa kịp nói tiếp, nàng chợt thấy Lăng Vũ Quang nhìn mình với nụ cười mỉa mai, bối rối đáp, ta đi đây, rồi quay người định bước đi. Chưa để Lăng Vũ Quang kịp phản ứng, gỗ mục từ bên ngoài đã đẩy cửa vào, rồi đóng chặt lại. Gỗ mục, tuyết ảnh tức tối đạp vào cửa, nhưng chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã nghe tiếng đắc ý của gỗ mục, lão gia nói, tiểu thư hôm nay không được ra khỏi phòng trước mặt ngày ấy, gỗ mục phụng mệnh canh giữ. Thấy Tuyết ảnh tức đến mức rậm chân, Lăng Vũ Quang cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên từ khi gặp mặt, Tuyết nha đầu, còn muốn chơi với cha không? Cha có người giúp, con không chơi nữa, Tuyết ảnh dỗi hơn, quay sang nhìn Ninh Phi vẫn ngần người, mặt nàng lại đỏ lên, lắp bắp chui ra sau lưng Lăng Vũ Quang, nói nhỏ, cha à, có thể chờ con không có mặt rồi hãy thương lượng được không? Lăng Vũ Quang cũng hạ giọng theo nàng, Tuyết nha đầu, nói cha nghe con đồng ý hay không? Đồng ý gì chứ? Tuyết ảnh bĩu môi, hắn chỉ là tên mọt sách khờ khạo thôi. Vậy là không chịu gà cho hắn sao? Lăng vũ quang cao giọng hơn, thấy sắc mặt ninh phi biến đổi, tuyết ảnh vội túm lấy áo cha, cha nói nhỏ chút. Cha đừng làm khó người ta nữa. Lăng vũ quang cuối cùng không nhịn được, bật cười lớn, bước tới vỗ vai ninh phi, sau này đừng nuông chiều nó quá, kẻo lại làm trời làm đất. Ninh Phi bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, vui mừng cúi xuống hành lễ, ra mắt nhạc phụ đại nhân. Lăng Vũ Quang lần này không né, mặc cho Ninh Phi dập đầu ba cái rồi đỡ hắn dậy. Tuyết ảnh đỏ mặt không dám nhìn Ninh Phi, chỉ ôm lấy Lăng Vũ Quang nũng nỉu, cha, vậy con có thể ra ngoài chưa? Lăng Vũ Quang gật đầu, nói lớn, gỗ mục, mở cửa ra đi. Vừa nghe xong, tuyết ảnh đã lao nhanh về phía cửa, chỉ đợi gỗ mục mở cửa là muốn chạy đi ngay. Ai ngờ đợi một lúc lâu, ngoài cửa chẳng có động tĩnh gì, lăng vũ quang nhíu mày, tiến tới mở cửa, cửa vừa mở thì ngoài kia chẳng còn thấy bóng dáng gỗ mục đâu. Gỗ mục, tuyết ảnh giận đến muốn hộp máu, xông ra ngoài, hét lên, ta xem ngươi trốn được đến đâu. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp gian phòng, phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp, phượng tùy ca khẽ nheo mắt, nhìn phó nhất tiếu đang ngồi tựa cửa sổ, chống cằm, ánh mắt xa xăm ngoài cửa. Nàng ngồi ngay ngắn, ánh mắt đăm chiêu, đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc dài chưa buộc, bao quanh nàng như một vầng sáng vàng ấm áp. Phó nhất tiếu, không biết đã đứng đó bao lâu, cuối cùng Phượng Tùy Ca cũng cất tiếng gọi. Nhất tiếu khẽ giật mình, quay đầu lại, là ngươi à? Hình như đã lâu rồi ngươi không gọi đầy đủ tên ta như vậy, có chuyện gì sao? Phượng Tùy Ca gượng cười, nói, trực giác của ngươi lúc nào cũng chuẩn xác vậy sao? Không hẳn là lúc nào cũng vậy, Nhất Tiếu đứng dậy, nói, nói đi, ta nghe đây. Phượng Tùy Ca quay đầu nhìn ra hướng khác, nói, nay trong chiều, các đại thần đã kiến nghị với phụ vương muốn giam lỏng ngươi, cho nên Nhất Tiếu đưa tay buộc lại mái tóc dài, cắt ngang lời hắn ta cũng chẳng có gì cần thu dọn, có thể đi ngay được. Không phải vậy, Phượng Tùy Ca có chút kích động, bước lên một bước, ta không đồng ý chuyện đó. Nhất Tiếu ngạc nhiên nhướng mày, hỏi, vậy nên? Vậy nên, Phượng Tùy Ca đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nói gần như không thể phát ra, vậy nên ta muốn cưới ngươi làm chính phi. Nhất Tiếu bật cười, hủy oải duỗi vai, nói, không buồn cười lắm sao? Hơn nữa việc này chẳng liên quan gì đến nhau, chẳng phải quốc chủ định đổi ý muốn giết ta sao? Phượng Tùy Ca kiên nhẫn giải thích, ta vốn muốn lập ngươi làm chính phi, để ngươi có danh phận ở lại đây. Nhưng phụ vương không đồng ý, sau đó, thiêu phó kiến nghị lập ngươi làm chắc phi, rằng co mãi, phụ vương mới đồng ý. Hắn nói một hơi, thấy phó nhất tiếu vẫn im lặng đứng đó, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. ta thật sự không còn cách nào khác các đại thần quyết liệt phản đối, phụ vương cũng đứng về phía họ. Người cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm điều gì. Ta đồng ý, nhất thiếu từng từ từng chữ nói ra, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Không để ý tới sắc mặt nàng, toàn bộ tâm trí của Phượng Tùy Ca đều đặt vào câu trả lời của nàng, ngươi đồng ý. Thấy nhất thiếu gật đầu, hắn vẫn không tin nổi, ta tưởng rằng ngươi sẽ nổi giận, ít nhất cũng sẽ tranh cãi với ta một trận. Tại sao lại không đồng ý? Nhất tiếu mỉm cười như hoa, trong ánh hoàng hôn, nét cười có chút yêu dị, các ngươi kiên quyết đến thế, ta sao phải từ chối? Huống hồ ngươi còn cam kết sẽ không ép ta làm bất cứ điều gì. Phượng Tùy Ca lại thoáng do dự, ngươi cần suy nghĩ kỹ. Ta thực sự có thể bảo vệ ngươi, nhưng ta không đảm bảo ngươi sẽ đứng vững ở nơi đầu sóng ngọn gió dù là phụ vương hay các đại thần kia bọn họ sẽ không ngừng theo dõi ngươi nhất tiếu bình tĩnh nhìn hắn nghe qua có vẻ không khó nhưng ta không hiểu lắm tại sao ngươi lại muốn giúp ta phượng tùy ca suy tư một lát rồi đột ngột đặt tay lên vai nàng nghiêm túc nói ta không quan tâm ngươi có tin hay không chỉ biết rằng khi đã yêu dù không nói ra lòng cũng chẳng còn thuộc về chính mình thay vì che giấu ta thà đặt điều đó vào tay ngươi để ngươi tự quyết định. Ta biết ngươi có người trong lòng, nhưng ta vẫn muốn đối đãi với ngươi như vậy. Chỉ là ta muốn tự lừa dối mình. Vài nhất tiếu khẽ co lại, rồi thả lỏng, nàng ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Phượng Tùy Ca, nghiêm túc nói, tình cảm không phải lúc nào cũng được đáp lại. Ngươi không sợ không nhận được gì sao? Phượng Tùy Ca cười khổ, mong ngươi cũng dành chọn tình cảm cho ta có lẽ là điều khó nhưng ta sẽ không dễ dàng buông tay." Nhất Tiếu chỉ cười nhẹ, không đáp, hàng mi buông xuống che đi tia cảm xúc thoáng qua trong mắt. "Ta không phụ lòng ai trên đời, nhưng người đời lại đối xử với ta như thế. Trời đất bao la, trốn đi đâu cũng không thoát, đi hết cõi đất cùng trời, rốt cuộc vẫn chỉ là trần thế mà thôi. Ở nơi nào cũng chỉ có hai kết cục, hoặc là thành vương, hoặc là bại tướng." Chương 30 mọi thứ đều được giản lược đó là yêu cầu duy nhất của phó nhất tiếu tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên hoàng tử nhiếp chính tổ chức hôn lễ dù quốc chủ phượng kỳ sơn tỏ vẻ bất mãn với hôn sự này ông vẫn tuân theo quy tắc và tổ chức một buổi lễ xa hoa trong phủ hoàng tử đèn đuốc rực rỡ chiếu sáng khắp nơi tiệc rượu linh đình ca múa tưng bừng những người làm nhạc lên kế hoạch cẩn thận tổ chức sân khấu mua hát khiến người xem mãn nhãn các nhạc công tài năng trình diễn nhiều nhạc cụ như xanh, tiêu, cầm, tỳ bà, ngũ huyền, đàn không, trống hạt, và sáo, tấu lên những khúc nhạc cung đình vui tươi. Những nghệ nhân dũng mãnh mang đến màn múa lân đầy sức sống, làm cho cả quần thần tham dự tiệc đều trầm trồ thán phục. Trong bữa tiệc, những người cố ý đồn thổi bàn tán nhiều nhất về việc chắc phi của hoàng tử Từ từng không còn trong trắng, lại rất thân thấp kém. Có một quy nữ lớn tiếng không che giấu sự khinh bỉ, từ rừng phò mã bò ra, lập tức nhảy vào lòng hoàng tử, thứ mặt dày vô liêm sỉ như vậy, khắp thiên hạ chỉ e vạn năm mới có một người. Phượng Kỳ Sơn ngồi trên cao nghe thấy, chỉ khẽ cười lạnh, cúi đầu giấu vẻ mặt, chỉnh lại tay áo. Mặc dù ông đã nhượng bổ, chỉ cho phó nhất tiếu làm chắc phi, nhưng chuyện tranh quyền đoạt lợi, đấu đá trong cung đình làm sao một nữ nhân xuất thân thấp hèn từ gia đình võ tướng nhỏ bé có thể đối phó được hãy để nàng đắc ý thêm chút nữa cuối cùng hôn lễ bắt đầu những lời đồn thổi vừa rồi không đến tay nhất tiếu nhưng khi nàng bước đi trên tấm thảm đỏ những ánh mắt sắc như dao từ bốn phía nhìn tới nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự đố kỵ và ganh ghét của mọi người trong tiệc đặc biệt là ánh mắt của phượng kỳ sơn phía trước ánh mắt ông ta sắc lạnh như mũi khoan dường như muốn xuyên thủng nàng từng chốt một trong lòng nàng cười lạnh mọi người đều nghĩ nàng chỉ là vì quyền thế của phượng tùy ca mà lưu lại ở túc xa nhưng không biết liệu bản thân hắn có cảm thấy như thế mãi không có lẽ là như vậy thật trong mắt thế nhân chỉ có những thiên kim tiểu thư cao quý như phượng hí dương mới xứng với điện hạ từ khi điện hạ chuẩn bị xuất phát từ cầm tú ông đã sai người thông báo với lăng túc đến lộc thành dự tiệc cưới của hắn Chắc rằng Ninh Phi lúc này cũng đã gửi lời xin lăng thúc cưới Tuyết Ảnh cho hắn. Lăng thúc chắc chắn đồng ý ngay, bởi ai cũng thấy ông đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn với cô con gái yếu ớt của mình, mong sớm ngày tìm được gia đình tử tế để gửi gắm nàng. Tuyết Ảnh, nàng nhất định phải giúp ta nhớ lại dáng vẻ vui sướng khi xưa của ta, vì giờ ta đã không còn nhớ nổi nữa. Chính nàng phải giúp ta nhớ lại, nàng nhất định phải giúp ta nhớ rõ Tay trái nhất tiếu bỗng nhiên căng lại, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thấy tay phải phượng tùy ca đang nắm chặt tay trái của nàng, truyền cho nàng chút hơi ấm. Hắn nắm tay nàng một cách thản nhiên, cùng nàng đối mặt với những ánh mắt sắc bén như lưỡi dao từ bốn phía. Nhận ra ánh mắt nàng, phượng tùy ca nghiêng mặt nở một nụ cười. Trong mắt nhất tiếu ánh lên chút cảm xúc, nhưng nàng vẫn hở hững quay đầu nhìn về phía trước, để mặc cho sự an ủi trong mắt hắn dần hóa thành nỗi thất vọng nhẹ nhàng. Dù là ngày đại hôn, Nhất Tiếu cũng chỉ búi tóc đơn giản bằng một chiếc châm vàng hình năm con phượng hoàng gắn châu ngọc. Nếu không phải nàng khoác trên vai khăn quàng thiêu long văn tía, chẳng ai có thể tin nàng là nhân vật chính của hôn lễ này. Nhưng điều đó không quan trọng. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ, ít nhất là bề ngoài. Đây là một buổi lễ mừng đầy ngượng ngùng. Những hậu duệ quý tộc danh giá của Túc Sa đều biểu lộ sự tôn kính với hoàng tử uy nghi, nhưng đồng thời cũng nhìn nàng, người sắp trở thành chắc phi của hoàng tử, bằng thái độ khinh mạn. Sau một loạt nghi thức phức tạp, nhất tiếu cuối cùng nghe được câu kết thúc buổi lễ đầy nhẹ nhõm, nàng liền thở phào một hơi. Không khí kỳ quái này vốn không gây quá nhiều áp lực cho nàng, nhưng khi Phượng Tùy Ca siết chặt tay để động viên, lòng nàng bỗng chốc rối bời mọi bình tĩnh và dũng khí cố gắng duy trì suốt mấy ngày qua đột ngột cạn kiệt nén lại ham muốn bỏ đi nàng chậm rãi theo sự dẫn dắt của quan lễ đi về phía động phòng đột nhiên một giọng nữ sắc lạnh vang lên khoan đã tức thì cả khách khứa đang ồn ào đều im bặt nhất tiếu cũng dừng lại mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một nữ tử mặc trang phục hoàng gia diễm lệ đang đứng lên trong tiệc Nhất tiếu khẽ nhíu mày nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại ánh mắt oán độc kia, khẽ cười. Là người quen đây, chỉ không rõ nàng ta đã vào đây bằng cách nào. Phượng tùy ca giận dữ quát, mây đùn, ngươi muốn làm gì? Mây đùn hừ lạnh, giận dữ chừng mắt nhìn nhất thiếu một cái rồi ngừng cao đầu nói, hoàng tử đã quên lời hứa với mây đùn sao? Hoàng tử đã hứa sẽ cho mây đùn một danh phận. Phượng tùy ca nghiến răng, nhấn từng chữ ngươi có thể không biết nơi đây là đâu nhưng nên hiểu đây là phủ của hoàng tử ai cho phép ngươi đến đây làm loạn khi hắn nói vài thị vệ ở gần đó lập tức tiến lên bịt miệng mây đùn và nhanh chóng kéo nàng ta đi lễ đường vốn đã nặng nề nay lại càng thêm kỳ quái vì màn náo loạn của mây đùn khách khứa trong phòng đều há hốc miệng quên cả sự uy nghi của hoàng tử phượng tùy ca và thể diện của vương thất túc xa không ngớt xì xào bàn tán. Phó Nhất Tiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể đang xem một vở hài kịch. Ngay từ khi nhìn thấy Mây Đùn, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Từ nhỏ nàng đã luyện bắn cung, tâm trí luôn cứng cỏi. Đặc biệt trước mặt người khác, càng trong tình huống bất lợi, nàng càng bình tĩnh. Vì thế, khi Mây Đùn chưa bị đuổi đi, tâm trí rối loạn của nàng đã kỳ diệu lấy lại được sự bình thản. Phượng Tùy Ca bắt đầu cảm thấy xấu hổ, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Nhất Tiếu, trong lòng càng thêm hoang mang. Khi nghe thấy lời cười nhạo nàng từ trong tiệc, hắn tức giận, không màng lễ nghi, lập tức ôm chặt lấy Nhất Tiếu và lạnh lùng nói: "Ta biết kẻ xúi dục mây đùn vào đây phá hôn lễ là trong số các ngươi. Hôm nay ta không muốn truy cứu, nhưng các ngươi hãy mau chóng dẹp hết những toan tính đó. Nếu còn lần sau, ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã làm người." Lời nói rõ ràng, đanh thép vang lên, mang theo phong thái kiêu ngạo vốn có của Phượng Tùy Ca từ nhỏ, lập tức làm cho mọi người trong tiệc im bặt. Ngay cả Phượng Kỳ Sơn ngồi trên cao cũng ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Trong không khí tĩnh lặng, Phượng Tùy Ca choàng tay ôm lấy Vai Phó Nhất Tiếu, bước đi ra khỏi lễ đường. Trong phòng hỉ đỏ rực, sau khi lui hết cung nữ và hỉ nương, Phượng Tùy Ca đứng ở một bên, hồi hộp nhìn Nhất Tiếu tháo đồ trang sức trên tóc lau đi lớp phấn trên mặt cuối cùng hắn không nhịn được mà nói nếu ta biết nàng sẽ đến chắc chắn đã cho người kiểm tra kỹ hơn nhất tiếu thở dài trong lòng nhẹ nhàng đáp nàng có lỗi gì đâu nàng chỉ là yêu chàng mà thôi phượng tùy ca cười lạnh yêu ta thì có sao đó là do nàng tự muốn yêu dù ta đã hứa cho nàng một danh phận nhưng nàng không nên đến làm loạn trong ngày hôm nay giọng điệu vốn hờ hững của nhất tiếu bỗng trở nên lạnh lùng dứt khoát thật ra chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ta có lẽ chàng nghĩ rằng nàng yêu chàng là do nàng tự chuốc lấy chàng không ép nàng phải yêu chàng nhưng chàng có dám nói rằng chàng chưa từng làm điều gì khiến nàng càng thêm si mê chàng không yêu một người lẽ nào chỉ là xứng đáng chịu khổ sao trong thoáng chốc dường như nàng không chỉ đang nói với phượng tùy ca mà còn như đang nói với ai đó khác nàng càng nói càng xúc động đến cuối cùng giọng hơi run rẩy như thể những điều đã chôn sâu trong lòng bị xé toạc để lộ nỗi đau sâu kín như vết thương chưa kịp lành lại bị một câu đó là nàng tự muốn yêu dễ dàng xé rách lần nữa phượng tùy ca không nhận ra cảm xúc mãnh liệt trong lòng nàng chỉ ấy nấy giải thích ta biết là ta không chu đáo khiến nàng phải chịu ấm ức ta đảm bảo sau này nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa nhất tiếu cười lạnh cần gì phải hứa hẹn ta cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu có quyền gì mà can thiệp vào việc gia đình của hoàng tử nhiếp chính chứ phó nhất tiếu phượng tùy ca nghiến răng kêu lên trong giọng nói dường như pha chút đau đớn rốt cuộc nàng muốn nói gì đây ta đâu có nói gì cả nhất tiếu cười vẻ cười ẩn chứa sự mỉa mai chỉ muốn nhắc chàng rằng đừng yêu ta cũng đừng mơ ta sẽ yêu chàng đây chỉ là một trò chơi thôi chẳng liên quan gì đến tình cảm phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn